Chương 42 Pháp bảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhìn thoáng qua cái này kỳ trân cát, Vương Nguyên đã biết rõ cái này kỳ trân cát nhất định là đặt phóng pháp bảo địa phương, gọi kỳ trân cát có lẽ thì ra là cái ngụy trang, loại địa phương nhỏ này có thể có cái gì kỳ trân. Vương Nguyên theo nàng kia tiến nhập kỳ trân cát, chỉ thấy nàng kia lấy ra năm sáu cái cái hộp nói ra. Không biết công tử nghĩ muốn cái gì pháp khí? cấp thấp trung cấp cao cấp hay vẫn là cực phẩm pháp khí đều lấy ra cho ta xem xem đi nàng kia liền đem sáu cái cái hộp tất cả đều mở ra rõ ràng là sáu kiện pháp khí theo thứ tự là một cái dây thừng nhìn như như cây roi thứ hai là cái màu đen đít viên cầu đệ tam cái thì là một cái khăn tay đệ tứ là một bàn tay lớn nhỏ khiên tròn cái thứ năm là một cái trước tim sau tròn đít cái dùi cuối cùng một cái thì là vương nguyên nhất cảm tính thú đấy một cái cánh tay sinh trưởng đoạn kiếm, xứng có bảy miếng bàn tay lớn nhỏ tiểu kiếm, xem bộ dáng là một bộ đầy đủ đích phi kiếm pháp khí. Nàng kia lại bắt đầu giới thiệu bắt đầu. Cái này cái thứ nhất pháp khí là hạ cấp pháp khí, gọi là trói tiên dây thừng, dùng tinh thiết tơ bạc biên chế chế tạo, ưu điểm là có thể trói lại địch nhân, còn có đánh lén cũng là phi thường tinh diệu đấy. Đón lấy chỉ chỉ thứ hai pháp khí nói ra. Cái này thứ hai là trung cấp pháp khí trọng lực bóng, nhưng biến lớn nhỏ đi đại, biến lớn có thể có một người lớn nhỏ, tiểu có thể có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tốc độ cũng theo lớn nhỏ mà thay đổi. Đây là đoạt mệnh đinh, là một cái trung phẩm pháp khí, tuy nhiên đánh chính diện phòng thủ đều không có có chỗ lợi gì, bất quá đánh lén tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Vương Nguyên cảm thấy kiện pháp khí này còn tự hồ mang thích hợp hắn, vốn hắn chiến đấu tự là đánh lén thời điểm nhiều. Đây là thất thải khăn, là một kiện công thủ gồm nhiều mặt đích pháp khí, tuy nhiên là thượng cấp pháp khí, nhưng là công thủ gồm nhiều mặt cũng chưa chắc chênh lệch tại cực phẩm pháp khí. Cô gái này thêm chút dừng lại, cứ tiếp tục giải thích nói. Cái này khiên tròn cùng cái này tử mẫu tám nhận, chính là bổn điếm trấn điếm chi bảo đều là cực phẩm pháp khí, trước tiên là nói về nói cái này thuẫn gọi là hậu thổ thuẫn, là hiếm thấy như thế dùng linh khí tăng cường uy lực đích pháp khí, cái này thuẫn biến đến lớn nhất thời điểm có thể bao lại ba người, nhưng vị là tốt nhất phòng ngự pháp khí mà cái này tử mẫu tám nhận kiếm thì là một máy làm chủ dùng tử làm phụ đích đầy đủ pháp khí nhưng là điều khiển bộ dạng này pháp khí đối với thần thức yêu cầu đặc biệt cao tu vị đến luyện khí hậu kỳ mới có thể vận dụng chính là như vậy vẫn không thể tùy tâm sở dục tốt nhất là trúc cơ kỳ đã ngoài tu vị tại sử dụng nghe xong cô gái này giới thiệu vương nguyên trong mắt đã thả lục quan nhất định phải đem tất cả pháp khí mua lại vương nguyên tuy nhiên trong nội tâm lửa nóng nhưng là trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn bình tĩnh nói. Nói nói những này pháp khí tổng cộng bao nhiêu tiền. Nàng kia nghe xong, trong nội tâm lập tức đại hỷ, nghĩ thầm lúc này có thể kiếm lợi lớn, đã nhiều năm chi tiêu đều có thể lợi nhuận đi ra, người này lập tức cười nói. Hạ cấp pháp khí 800 linh thạch, trung cấp pháp khí 1.200 linh thạch, thường phẩm pháp khí 2.000 linh thạch, cực phẩm pháp khí 3.000 linh thạch, tổng cộng là một vạn linh thạch. Cái này Vương Nguyên nghe đích có chút sợ hãi, pháp khí này cố nhiên là uy lực không nhỏ, mà cái này giá tiền cũng quý đã đến nào đó trình độ, thật sự là xài tiền như nước a. Vương Nguyên nghĩ thầm, khá tốt chính mình thổ động thuộc cho lực, cái này thật sự là tầm bảo tốt kỹ thuật, nhưng ngày hôm qua dạng đích kỳ ngộ chỉ cần mỗi qua mấy ngày tới một lần, cái kia chính mình ở cái thế giới này đã có thể tiêu giao rồi. Mà vinh dự đích cảm xúc thì càng thâm, những vật này coi như là trúc cơ kỳ tu chân cũng chưa chắc có thể mua nổi nha. Vương Nguyên móc ra một trăm trung phẩm linh thạch, đổ cho nàng kia, nữ trông thấy linh thạch, vội vàng nâng, lên, trên mặt cười thành một đóa hoa. Vương Nguyên thấy kia nữ tử vui thành như vậy, vì vậy liền ho khan một tiếng. À! Công tử không có ý tứ, đây là thiếp thân lần thứ nhất bán đi nhiều như vậy thứ đồ vật, không biết công tử còn có cái gì cần đồ vật, cứ việc phân phó thiếp thân là được. Nên mua đồ vật cũng đều mua, vương nguyên đã sớm muốn về nhà nghiên cứu một chút những này linh khí nhân tiện nói ta đã không cần gì cả đấy cáo từ công tử chậm đã cô gái này giống như lại nghĩ tới cái gì vội vàng đào chứa đựng túi móc ra một tấm lệnh bài trên đó viết trân bảo các ba chữ nàng kia quân lệnh bài đưa cho vương nguyên nói ra công tử tại bản các chỉ cần tốn hao ba nghìn linh thạch khách hàng tất cả đều tặng cùng cái này trân bảo các lệnh bài lần sau đến thời điểm sở hữu tất cả vật phẩm giá tiền giảm đi một thành tiếp khởi lệnh bài vương nguyên không nói thêm gì liền đi ra bách bảo cát ngay tại lúc đó bách bảo trong cát một người tiến nhập bên trong bà chủ ta cho ngươi một trăm linh thạch nói cho ta biết tiểu tử kia chi tiết ta xem hắn trên đường tự tiêu tiền như nước đấy đến ngươi cái này cũng nhất định tốn không ít linh thạch nói cho ta biết ngươi cũng biết cái này một trăm linh thạch tự là của ngươi cái này vẻ mặt lại giống như nam tử, tại đưa ra tay ở bên trong linh thạch lúc vẻ mặt thịt đau, cái này một trăm linh thạch cũng là hắn vất vất vả vả cường đến. Hư! ta nói kế lệnh kỳ, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn tự cho là có một lục phẩm công pháp tự vô địch thiên hạ rồi, vị công tử này nhất định là một cái không đơn giản nhân, coi chừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cô gái này đem một trăm cái cấp thấp linh thạch một bả tự lấy đi, nói tiếp. Ngươi nếu thật dám đi, ta thật đúng là bội phục ngươi, hắn cái gì lai lịch ta cũng không biết, bất quá ngươi nếu muốn tìm hắn, đi theo vinh dự là được rồi. Hắc hắc, ta nói bà chủ, ngươi không phải vừa ý cái kia tiểu bạch kiểm đi à nha. Cái kia kế lệnh kỳ mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói ra. Thiểu cầm lão nương hay nói dẫn, ta cho ngươi biết, tiểu tử kia tại ta cái này bỏ ra hơn một vạn linh thạch, ngươi tốt nhất đừng đánh hắn chủ ý, ta cũng là vì ngươi tốt tốt xấu hai ta cũng quen biết một hồi. Lão bản kia mẹ cười mà quyến rũ một tiếng nói ra. Cái gì hơn một vạn linh thạch, ha ha. Ha ha. Buôn bán lời buôn bán lời, một hồi ta liên hệ bạch nhị bọn họ, các loại đợi theo dõi bên trên bọn họ đáng tin kiếm lớn một số. Ngay tại lúc đó, Vương Nguyên Chính vừa đi, một bên cầm ngọc giảng xem xét ngọc giảng ở bên trong pháp thuật, ngọc giảng bên trong ghi chép vô cùng toàn bộ cái này lại để cho Vương Nguyên rất hài lòng. Thu hồi ngọc giảng, Vương Nguyên nhìn xem cái này đơn sơ đích phường thị, cái này cái gọi là tu chân phường thị, thoạt nhìn giống như là phàm nhân thị trấn nhỏ, cửa ra vào có mấy vị tuổi trẻ tu chân người thủ vệ lấy toàn bộ phường thị. Trong trấn là mấy cái rộng rãi đường đi, đường đi hai bên nở đầy mặt tiền cửa hàng, còn lại bốn phía đều là một ít sạp hàng vị, nơi này là cấm đánh nhau, nếu không sẽ đụng phải nhân viên quản lý đích chế tài. Vương Nguyên hai người đi vào một con đường, bốn phía rau hàng âm thanh liên tiếp, không ngừng hướng qua lại nhân bày chào hàng cái này chính mình thương phẩm. Hai người đi tại trên đường cái, đủ loại rau hàng thanh âm, không ngừng truyền vào trong tai. Vương Nguyên có thể nói là cao hứng bừng bừng. Hiếu Kỳ tại đây nhìn một chút, chỗ đó nhìn một chút, cuối cùng còn vùng vụng vặt vặt mua không ít thứ đồ vật, vừa mua đồ vật bên trong, giống như không có nhiều là đối với hắn hữu dụng đấy, nhưng Vương Nguyên hay, vẫn là mua rất nhiều những vật này tuy nhiên tại vinh dự xem ra vô dụng, nhưng vương nguyên tiến vào bồng huyền động thiên lúc cái gì cũng không mang, những ngày này thường đồ vật hay, vẫn, là cần đấy. Cuối cùng tại vương nguyên dưới sự đề nghị, bọn họ tiến nhập một nhà trà lâu, cái này trà lâu chung chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất vi chiêu đã giống như bình thường tiêu phí tu chân người, tầng thứ hai sắp đặt chỗ lịch sự, là chiêu đãi một ít so sánh có tiền có thế tiêu phí nhân đích, tầng thứ ba là chuyên môn chiêu đãi khách quý đấy, cực kỳ xa hoa. Vương Nguyên hai người lên lầu hai, tuyển một cái so sánh thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, ngồi xuống. Bốn phía uống trà nhân không ít, đều tại từng người nói chuyện phím nói sự tình. Lúc này, nhân viên phục vụ đưa lên trà ra, trà mới vừa lên bàn, một hồi mùi thơm lập tức bay vào lỗ mũi. Vương Nguyên chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, hơi có chút mỏi mệt thân thể một hồi khoan khoái dễ chịu. Vương Nguyên nâng chén trà lên, chuyển qua bên miệng, mùi thơm càng đậm bao hàm rồi. Hơn nữa trong trà truyền đến trận trận linh lực chấn động, rất hiển nhiên, tại đây cũng không phải như phạm nhân trà lâu đồng dạng bán chính là bình thường trà, những này là linh trà, đối với tu chân người tu luyện mới có lợi đấy. Vương Nguyên hai người một bên thưởng thức trà một bên rỗi rảnh hàng huyên, Vinh dự biết rõ, Vương Nguyên đối với cái này ở bên trong cái gì đó đều cảm thấy hứng thú, cho nên hắn đề điểm Vương Nguyên nói, vừa rồi sạp hàng bên trên tuyệt đại đa số đều là hàng giả. Tự nhiên ngàn năm nhân xăm đồng dạng. Cũng không thể nói như vậy, thứ đồ vật thật sự, nhưng cũng không phải bọn họ hô đích tên. Treo đầu dê bán thịt chó. Đúng, bọn họ những cái. Kia không thứ đáng giá bốc lên sông bảo vật ra bán. Nghỉ ngơi một hồi, Vương Nguyên sẽ đem vinh dự đích trướng cho kết được. Cuối cùng vinh dự đã muốn Vương Nguyên một quả trung phẩm linh thạch. Đây đã là vinh dự một tháng thu hoạch rồi, Nguyên lai like hắn một tháng có thể có 100 hạ phẩm linh thạch doanh thu, tự rất tốt, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn đích gặp Vương Nguyên như vậy cái khách hàng lớn. Đã đi ra trà lâu, Vương Nguyên chính mình ý định tại trong phường thì dạo chơi phải trở về đi, nên mua Vương Nguyên không sai biệt lắm mua đủ, đã đã biết cái này phường thì vị trí, về sau cần gì, hoàn toàn có thể lại đến. Cùng vinh dự tách ra lúc Vương Nguyên đặc biệt hỏi thăm một chút cái này ở bên trong vị trí cái này phường thị đã đã đi ra tân thủ đường vị trí nơi này cách tân thủ đường chừng hơn 500 km vương nguyên còn thực không biết mình là như thế nào chạy ra như vậy xa khoảng cách phường thị tại tân thủ đường phía đông biên giới khu tại đây tuy nhiên hay vẫn là tại tông môn trong phạm vi nhưng tại đây đã là tông môn tít mãi bên ngoài mà ngay cả tông môn hộ núi đại trận đều không có bao phủ ở tại đây vương nguyên ra phường thị tự trốn vào dưới mặt đất hắn cũng không ngốc tại trong phường thị như vậy rêu rao đích mua đồ, cái này nếu không bị người nhìn chầm chầm vào mới là lạ, một đường độn đi, rất nhanh tự thoát ra ba bốn trăm km. Cho tới bây giờ Vương Nguyên mới phát hiện thân thể của mình đến cỡ nào biến thái, liên tiếp động đi, cho dù Vương Nguyên không chỉ ý từ dưới đất hấp thu linh khí, trong thân thể hắn cũng sẽ, biết, cùng cùng không ngừng chảy xuôi ra đầy đủ linh khí, dùng cung cấp hắn động đi. Xem ra hắn những cái, kia ngàn năm nhân sâm không có uổng phí ăn, vương nguyên tự dẻo đích cười một tiếng hoàn toàn thả ra thần thức sưu tầm tông môn sơn môn chỉ cần đã tìm được tông môn sơn môn đã biết rõ như thế nào đi tân thủ đường rồi quanh đi quẩn lại tìm tòi hơn một giờ vương nguyên mới tìm được một cái náo nhiệt địa phương nhìn xem cái kia cự đại liên hoa tông ba chữ vương nguyên biết rõ chính mình tìm đúng địa phương rồi tại đây cùng hắn nói là sơn môn chẳng nói là một quảng trường toàn bộ sơn môn dùng thanh sắt đá cẩm thạch bố trí mà thành có trăm mẫu đất rộng, bên trên đứng sừng sững nước cờ mười gian. Ở giữa đình đài lầu cát, những này đình đài lầu cát điêu khắc tinh tế, to lớn bao la hùng vĩ, lầu cát trước đều dựng đứng lấy một mặt cự đại cờ xí, không ngừng có áo quần lố lăng cách ăn mặt đích ra ra vào vào, rất náo nhiệt. Quảng trường chung quanh có vài chục căn cao chừng một trượng đích cột đá, cột đá bên trên thì là khảm nạm nước cờ khỏa nắm đấm lớn nhỏ màu trắng thủy tinh thể, chung quanh một vòng có cự đại sư tử bằng đá chở đi đích cột đá, sở hữu tất cả cột đá vừa thô vừa to vô cùng, tất cả đều chỉ hướng bầu trời. Cột đá đằng sau là một cái khổng lồ thạch cổng vầm, bên trên là lóe thất thải đích liên hoa tông ba chữ, đây tự là tông môn đền thờ, đền thờ phía trước có bốn chỉ, cái, chừng hơn 10 m cao đích thạch quy trấn thủ, bốn chỉ, cái, thạch quy tuy nhiên biểu lộ không đồng nhất, nhưng toàn bộ ngẩng đầu hướng lên trời hình dáng, thoạt nhìn đặc biệt giữ tận tranh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Cao thủ tại khu vực khai thác mỏ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vương Nguyên nhìn mấy lần, lại đem ánh mắt đặt ở cái này quảng trường khổng lồ sân bãi lên, bán tử lôi phù rồi, bán tử lôi phù nữa à. Quy lực cực lớn, năm khỏa hạ phẩm linh thạch một trương, muốn đích chạy nhanh a. À. Huyện Kim Quán, luyện chế trung phẩm pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Pháp bảo A. Tất cả đều là pháp bảo, cái dạng gì đích đều có A. Cái này nghe xong đã biết rõ gạt người, chính thức tử lôi phù không chỉ nói năm khỏa hạ phẩm linh thạch rồi, cho dù năm khỏa trung phẩm linh thạch cũng không mắc. Nơi này có trên trăm cái tiểu thương đồng dạng người, tại đá cẩm thạch bên trên bầy quầy bán hàng, bên trên bầy đầy các loại kỳ quái đồ chơi, thỉnh thoảng có người tới hỏi thăm, nói vài câu có ít người cùng chủ quán nói chuyện với nhau mà bắt đầu tự hộ tại co kè mặt cả, có thì là vội vàng ly khai, đại khái là đối với vật phẩm hoặc là giá cả không hài lòng a. À. Vương Nguyên mới từ một cái phường thị đi ra, tại đây lại gặp một cái, dùng thần thức đảo qua đi, phát hiện những người này không có chỗ nào mà không phải là luyện khí kỳ đã ngoài tu chân người, hơn nữa Vương Nguyên có thể cảm nhận được những người này tản mát ra khí tức, phần lớn đều so với chính Minh Cường xem ra chính mình luyện khí kỳ trình độ, chỉ có thể coi là là người mới, vương nguyên không khỏi sờ lên chính mình túi trữ vật, trong nội tâm không ngừng nhắc đến tỉnh dậy chính mình, muốn cẩn thận là hơn, chính mình chỉ là mới vào tu chân giới người mới, không nghĩ qua là sẽ trước lấy họa sát thân. Cố gắng ổn định tâm thần về sau, vương nguyên ý định đi trước giải một phen, ước chừng một lát sau, vương nguyên tự trà trộn trong đám người. Nhìn trái liếc, nhìn phải liếc, chỉ nhìn xem người khác giá bao nhiêu cách mua bán, chính mình ngậm miệng không nói bởi vậy còn gặp không may rất nhiều chủ quán bạch nhãn vương nguyên sẽ không để ý vẻ mặt cật nhã tương đáp lại những người kia thẳng mắt trợn trắng đối với vương nguyên cũng không nên nói cái gì cái này ở bên trong thứ đồ vật phổ biến so vừa rồi cái kia trong phường thì cao trách không được xa như vậy đích trong phường thì người còn nhiều như vậy dù sao tu chân người được điểm linh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy đấy tại đây mắt tự nhiên đến người tựu không nhiều lắm rồi xem ra cái này ở bên trong sạp hàng, làm hay, vẫn, là làm một cú, tự cùng tân thủ trong nội đường cái kia chút ít cửa hàng đồng dạng, làm tự là sát sanh đích mua bán, khi dễ tự là tới cái này ở bên trong tân thủ. Vương Nguyên vòng vào một vòng lớn, chỉ là hỏi giá, dù sao mình chính là không mua, làm quen một chút thị trường giá thị trường cũng không tệ. Đi dạo du du, cuối cùng đụng phải mấy cái tân thủ đường ra đến đệ tử, cái này mấy cái đệ tử rất quen thuộc tại đây, bọn họ tới nơi này cũng chẳng qua là đào bảo mà thôi mấy người một câu rồi lại một câu trò chuyện thiên con mắt bốn phía nhìn xem gặp cảm thấy hứng thú đấy mặc kệ giá cả thế nào đều sẽ mua xem ra những này tất cả đều là tu nhị đại cuối cùng vương nguyên sử dụng thổ động thuật đi theo bọn họ về tới tân thủ đường từ dưới đất đi ra vương nguyên nhìn phía xa cái kia nguyên nga cao ốc đại não lập tức định dạng nơi này là tu chân giới a hay vẫn là hiện đại địa bóng tả hữu mấy trăm mét cao đích cao ốc, bên trên che kín màu xanh đậm đích thủy tinh, toàn bộ hiện đại hóa đích xếp đặt thiết kế phong cách, toàn bộ là thép nước ngưng đất kết cấu, đây là tân thủ đường dạy học cao ốc. Cao ốc chung quanh là một dãy nguyên bộ đích tòa nhà building, những này thấy thế nào đều cùng đại học sân trường không sai biệt lắm, vương nguyên cười khổ một cái, xem ra hay, vẫn, là chính mình hiếm thấy vô cùng, hiện tại cũng cái gì niên đại rồi, tu chân giới cũng muốn cùng lúc đều tiếng. Đúng lúc này, vương nguyên động phủ chung quanh đã không có ngày xưa đích tiếng động lớn náo, chung quanh sở hữu tất cả địa phương đều không có tiền tòi một bên, không chỉ nói linh lộc rồi, coi như là linh thỏ đều không có một chỉ, cái, tăng thêm vương nguyên không có ở nhà, biết không chỗ tốt rồi, cũng sẽ không có người lại đến tại đây. Trình kiện đã có vương nguyên cho bí tịch, chỉ là vài ngày công phu thì có khí cảm, giác, tại linh khí dày đặc đích chỗ tu luyện nội công, chỉ cần không phải đồ đần, rất dễ dàng sẽ có điểm thành tích. Tu luyện vài ngày, tăng thêm ăn mặc không lo, trình kiền mấy người tự ngồi không yên, thân thể cường tráng rồi, đã có khí lực, tăng thêm tu luyện một chút khinh công, cho nên ba người không có việc gì liền hướng tân thủ đường chạy. Vừa mới bắt đầu còn có người khi dễ bọn họ, chỉ là vài ngày qua đi, tân thủ trong nội đường cái kia chút ít sư huynh sư tỷ hiểu được cái này mấy cái tiểu tử, cái này mấy cái tự là du côn vô lại, bản thân bọn họ tự không có có đồ vật gì đó, cho nên càng là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, hiểu được bọn họ, tự không còn có người quản bọn họ. Thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, mấy người đối với cái này ở bên trong hoàn cảnh càng thêm quen thuộc, hôm nay ăn cơm, Trình Kiền dẫn hai cái tiểu đệ tiến nhập tân thủ đường. Bọn họ vốn cũng không phải là an phận đích nhân vật, lại để cho bọn họ mỗi ngày ngồi ở một chỗ luyện công, không cần ba ngày chuẩn tẩu hỏa nhập ma, cho nên chỉ cần ba người kìm nén không được rồi, tự ra lắc lư cả buổi. Thông qua vài ngày hiểu rõ, Trình Kiền cũng biết, chính mình tam huynh đệ tại nơi này tân thủ đường cũng coi như cái tiểu danh nhân rồi, bởi vì nhận biết một cái cường đại lão đại, cho nên người bình thường thật đúng là không dám khi dễ bọn họ, cũng tự những cái kia có chút thực lực gia tộc đệ tử mới dám bắt được bọn họ hỏi thăm vương nguyên hạ lạc. Hạ xuống. Dạo qua một vòng, ba người đi vào một cái bán sách vỡ tiểu sạp hàng bên cạnh, cái này sạp hàng nhỏ lão bản là cái 17-18 tuổi thiếu niên sạp hàng bên trên cũng không có vật gì tốt, ngoài trừ một ít cơ bản tu luyện công pháp tựu là chút ít kỳ văn tạp ký. Chủ quán gọi Triệu Quỳnh, là người địa phương, phụ thân là luyện khí kỳ tu chân, mà hắn là thiên phú thần thông người, bất quá hắn chỉ là thổ tu, hắn tư chất cùng vương nguyên đồng dạng, thức tỉnh thiên phú thần thông cũng là động thổ. Bất quá hắn động pháp cùng vương nguyên thế nhưng mà không cách nào so sánh được đấy, hắn tốc độ bay chậm như ốc sên không nói, tại dưới mặt đất còn muốn thời khắc coi chừng, chỉ cần một cái không cẩn thận cũng sẽ bị đụng cái đầu rơi máu chảy. Cũng là bởi vì nghe nói vương nguyên cường đại, cho nên hắn mới có thể đối với trình kiện ba cái vẻ mặt ôn hòa. Hiện tại chỉ cần là thổ tu, sẽ không không hề muốn nhận thức vương nguyên, ai cũng muốn biết vương nguyên thổ động thuật là chuyện gì xảy ra. Cho dù tại đối mặt luyện khí kỳ tu chân lúc không có tác dụng, cũng ngăn không được triệu quỳnh như vậy thì người hướng tới vừa mới thức tỉnh động thổ, tự đánh cái kia chút ít chừng 300 năm nội lực võ công cao thủ hoa rơi nước chảy, đây cũng không phải là bình thường sự kiện, nghe nói mà ngay cả tông môn bên trong cao tầng đều kinh động đến. Hôm nay tại sao lại đã đến? Các ngươi mấy huynh đệ không tu luyện sao? Triệu Quỳnh chứng kiến Trình Kiền mấy cái kinh ngạc nói. Trình Kiền cười nói. Chúng ta đây là lao động nhàn hạ kết hợp, mỗi ngày tu luyện có ý gì? Triệu Quỳnh nói không nghĩ tới cảnh giới của các ngươi thật đúng là cao, ta chợt nghe ta một một trưởng bối đã từng nói qua, tu vị có thể khổ tu, nhưng cảnh giới thì không được, cảnh giới không đạt được, cho dù lại khổ tu cũng là không tốt, không nghĩ tới các ngươi còn trẻ như vậy thì có loại này giác ngộ. Đúng vậy a, à, tu thực là vì cái gì? Chẳng lẽ tự là vi trường sinh mà tu luyện? Cái kia trường sinh lại là vì cái gì? Mắt nhỏ hiếp mắt nói. À không nghĩ tới con mắt huynh đệ mới được là cao nhân, kính thỉnh chỉ giáo. Cái này có cái gì khó đấy? Trường sinh là vì sinh hoạt đích rất tốt, nếu sống quá mức thống khổ, ai còn nguyện ý trường sinh? Cũng là bởi vì còn sống thật tốt quá, cho nên mới có người nghĩ đến trường sinh. Trường sinh chính là vì có càng nhiều thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Nếu mỗi ngày ngồi sống một cái phá trong sơn động tu luyện, cho dù như vậy có thể trường sinh, lại cùng có cây đất, đã có cái gì khác nhau? mắt nhỏ đích mấy câu nói đó, không riêng lại để cho Triệu Quỳnh nghe ngay người, mà ngay cả chung quanh mấy cái chủ quán, cũng nghe đích trận mắt khá hốc mồm, không nghĩ tới như vậy một tên tiểu tử có thể nói ra như vậy một phen đạo lý lớn đến. Trình Kiên cũng đúng chính mình cái này huynh để lau mắt mà nhìn, hắn dùng sức vỗ bờ vai của hắn nói. Tiểu tử ngươi nói quá đúng, chúng ta còn sống chính là vì hưởng thụ, nếu sống thống khổ, cái kia còn không bằng tự sát đây này. Đúng đấy, nếu vì tu luyện lại để cho chính mình trôi qua thống khổ đây không phải là sao kê mau cũng đi theo nói móa mấy người các ngươi thật đúng là cực phẩm chung quanh chủ quán tất cả đều nở nụ cười một cái mập lùng cười nói các ngươi những này đại đội trưởng sinh đích môn đều chưa từng vào cái này ngại phiền toái triệu quỳnh cũng nói các ngươi xem ta cái này là vì cái gì chúng ta đi sớm về tối bận việc còn không phải là vì cái kia hai cái tiễn sao. Tranh thủ đương nhiên là vì sinh hoạt đích rất tốt, nhưng muốn muốn sinh hoạt tốt tựu, phải có tu vị, đã làm tu vị cao, muốn có đại lượng tiền tài, muốn nghĩ đến đến lớn lượng tiền tài, muốn đi sớm về tối mà liều mệnh kiếm tiền. Nghĩ đến chính mình vì vậy kiếm được, mấy cái tiễn, mỗi ngày tại đầu đường cùng người ta đánh nhau, tuy nhiên nhìn xem tiêu sái, nhưng đây chính là cầm tôn nghiêm của mình cùng tánh mạng đổi lấy được, cho nên trình kiền hiện tại ngược lại là cảm xúc sâu nhất một cái hắn không khỏi cảm khái mà nói ai kiếm tiền cũng không dễ dàng a à. cái này ngươi có thể nói sai rồi tại chúng ta cái thế giới này cũng có chút người trời dán tiền của phi nghĩa có thể không làm mà hưởng ngươi nói rất đúng những cái kia đại gia tộc đệ tử a à, đó cũng là bọn hắn tổ tông dốc sức liều mạng dẫy kiếm được đến không nói trước những cái kia đại gia tộc đệ tử cho dù đại ca của các ngươi Hắn không phải được không một số tài phú kết xù sao Đúng vậy a, à, Chúng ta cho dù khắp nơi Tại đây bày 10 năm sạp hàng Cũng không nhất định có cái kia giá trị con người Nghe được bọn họ đem thoại Để kéo đến vương nguyên trên người Trình kiện không khỏi đắc ý Không khỏi hắn không được ý Nguyên lai like bọn họ thế nhưng mà Ở vào đối địch trạng thái đấy Chính là hắn dốc hết sức chủ trương Đi theo vương nguyên hỗn lăn lộn Cho nên bọn họ mới có thể ở đoạn đoạn Thời gian nội, ngay ở chỗ này Đứng vững gót chân địa phương nào đều là tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, đấy, phải biết rằng vừa đến mấy ngày nay, ba người bọn hắn tại đây đầu đường cuối ngõ, không biết bồi hồi bao nhiêu lần, nhưng không có người con mắt xem bọn họ, hiện tại cũng bởi vì đã có một cái cường đại đại ca, những người này tự đối với bọn họ thay đổi cách nhìn. Ta đại ca đó cũng không phải là được không cái kia chút ít tài phú, đó cũng là dốc sức liều mạng dẫy, kiếm được, đến, đây cũng không phải là các ngươi có thể hâm mộ đích đến. Trinh kiên mà nói ở giữa triệu quỳnh đích lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt hắn đang muốn tìm hiểu thoáng một phát vương nguyên tình huống cho nên hắn lập tức nói tiếp không biết đại ca ngươi thổ động thuật là cái tình huống như thế nào phải biết rằng huynh đệ ta cũng là thổ tu ta thức tỉnh thiên phú cũng là thổ động thuật như thế nào ta thổ động thuật tự là trát rưởi đây này cái này ha ha hôm nay chúng ta không nói cái này ta tự kỳ quái như thế nào tại đây nhiều người như vậy Tựu không có một cái nào đánh thắng được ta đại ca đấy sao? Những gia tộc kia đệ tử cũng quá mức trác rưỡi đi à nha. Nhiều người như vậy còn bị ta đại ca đánh cho hoa rơi nước chảy, phải biết rằng ta đại ca thức tỉnh thiên phú còn không có vài ngày a. À. Triệu Quỳnh tuy nhiên rất thất vọng, nhưng hắn cũng biết, đây không phải có thể tại trước mặt mọi người thảo luận, cho nên hắn cũng đánh cho cái ha ha nói. Cái này ta biết rõ, chúng ta tân thủ đường có thế không phải là không có cao thủ, tân thủ đường bốn giới đệ tử, không nói bên trên ba cấp sư huynh sư tỷ, coi như là ta cái này một cấp thiên tài tựu không ít, không chỉ nói công lực mấy trăm năm bình thường cao thủ, coi như là luyện khí hậu kỳ thiên tài đều có. Luyện khí hậu kỳ Tại đây không phải chỉ, cái, tuyển nhận thiếu niên sao? Chẳng lẽ tiểu thí hại cũng có thể tiến vào luyện khí hậu kỳ? Thật đúng là cho ngươi nói xong rồi, không riêng có thể đi vào luyện khí hậu kỳ, coi như là kim đan, nguyên anh cũng không phải là không có qua những cái kia đại gia tộc bồi dưỡng thiên tài chỉ có ngươi không thể tưởng được không có bọn họ làm không được cái này những người này đi đâu đi nếu có bọn họ tại đám kia linh lộc như thế nào cũng rơi không đến ta đại ca trên đầu a à? vừa rồi ta chẳng phải nói đồng nghiệp bất đồng mệnh nếu những cao thủ kia không tiến vào khu vực khai thác mỏ bên ngoài cho dù có hơn nửa thứ tốt cũng rơi không đến chúng ta những này không có bối cảnh đầu người bên trên Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video